Vậy thưa cô là chào mừng cô và các bạn học sinh lớp 12 đã đến với tiết sinh hoạt chủ nhiệm của ngày ngày thứ hai ngày hôm nay ngày 15 tháng 11. Mong mọi người sẽ thật là enjoy cái moment này với tổ hai của mình nha. Thì sau đây là sẽ là một vài các hoạt động mà tụi mình sẽ làm trong cái tiết ngày hôm nay. Hoạt động thứ nhất là nhìn hình đoán chữ, hoạt động thứ hai là xem một clip ngắn kể tên đồ vật, hoạt động thứ ba là sẽ là đố mẹo mèo 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 mèo. Ok, bây giờ các bạn hãy nhìn cho mình cái hình đầu tiên. Thì các bạn có thể nhìn và các bạn nói cho mình biết là cái hình này đang muốn nói về nội dung gì không? Mình thấy bạn Lê Minh Đạt đang giơ tay. Bạn Lê Minh Đạt trả lời giúp mình với. Này là nhất tự vi sư, bán tự vi sư đúng không? Đúng rồi, bạn Lê Minh Đạt nói đúng rồi đó. Đáp án của mình là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, nhưng mà cái này là dịch theo tiếng Hán, còn dịch theo tiếng Việt của mình thì nó có một cách đọc khác nữa là một chữ cũng là thầy và nửa chữ cũng là thầy nha. Cảm ơn Đạt, cảm ơn Đạt. Ok, mình tới với bức ảnh thứ hai. Có bạn nào giơ tay không ạ? Đạt Đạt vẫn giơ tay tiếp hay là thôi Đạt mời Đạt rồi, mời mời Ngọc An đi, Ngọc An biết không? Ngọc An biết con này không Ngọc An? Nói đúng rồi đó nhưng mà không có đủ, không có đủ. Vì gì thôi chữ rồi. Ok, Linh Linh bấm đáp án đi Linh ơi, mình bị thừa chữ phải nha. Ok, cảm ơn An. Rồi mình tới bạn thứ hai nào. Ồ, cái này dễ lắm luôn á, ai giơ tay đi cho mình vui mọi người ơi. Có bạn nào giơ tay mà bạn Lê Minh Đạt không ạ? Không giơ tay là mình mời đại đó nha. Ok, mình mời bạn Yến Linh. Uống nước nhớ nguồn. Đúng rồi, bạn Yến Linh trả lời đúng rồi đó. Cái hình ảnh thứ nhất là một chàng trai đang uống nước, còn cái hình ảnh thứ hai là thượng nguồn của một dòng sông nha. Mình lấy trên mạng mình cũng không rõ nữa, nhưng mà cái này là uống nước nhớ nguồn đó các bạn. Ok, Linh chuyển tiếp đi Linh ơi. Ôi, cái này quá quá là quen thuộc luôn. Ai trả lời giùm mình với? Có bạn nào nhìn ra không? Cái này rất là dễ luôn á. Mình mời bạn Thủy Tiên, mà Thủy Tiên ít giơ tay đó. Bạn Thủy Tiên giơ tay, mình mời bạn Thủy Tiên nhá. Thủy Tiên trả lời với mình Ăn quả như kẻ trồng cây. đúng rồi. Thủy Tiên trả lời đúng rồi đó, cảm ơn Thủy Tiên. Ok, đến với bức ảnh tiếp theo. Cái này cũng hơi khó nghĩ đó nha. Cái này ban đầu mình nhìn vào mình là người làm PowerPoint mà mình không phải là người chuẩn bị thông tin, mà mình nhìn vào mình không đoán được đâu. Bạn nào trả lời với mình với? Bạn Ngọc An rồi, Thủy Tiên rồi, có ai khác không? Đạt rồi luôn. Nãy thấy Nam Phương với Tường giơ tay á, Nam Phương với Tường có nghĩ đến bức ảnh này chưa? Mình nghĩ là học thầy không bài học vậy. Gần á, nó cũng không, cái đó không gần nghĩa đâu, cái đó nghĩ sai rồi, không phải đâu. Mình mời bạn Vĩnh Tường cho tay trước nào. Hay mình nghĩ là tiên học lễ hậu học văn. Ok, Tường trả lời đúng rồi đó. Đó, cái bức ảnh bên trái là hai bạn nam đang chào nhau kiểu như là rất là lễ phép lễ nghĩa, còn bức ảnh bên phải là mình ngồi học với giáo viên, là tức là mình đang học kiến thức. Cái mình học cái gì thì mình cũng phải học cái nết trước, không phải dùng từ cái nết hơi sai, nhưng mà ý là mình phải học làm người trước nha các bạn, rồi mình mới học tới kiến thức nha. Ok,
Và bạn Linh chuyển bức ảnh tiếp theo ạ. Con này mình không biết nha, con này lạ lắm. Mình mời bạn không, ủa không có ai chơi tán hả? Bạn Bùi Ngọc An biết hả bạn Bùi Ngọc An? Mình chỉ bỏ tiếp xuống. Cái này là một câu danh ngôn nha. Cái gì mà liên quan đến sách vở với lại thầy cô ta? Có bạn nào nghĩ ra không ạ? Mình thử mời một bạn thông minh trong lớp mình nha. Mình mời bạn Quốc Anh thôi. Bạn Quốc Anh có trả lời được bức hình này đang muốn nói với mình cái gì không? Bạn Quốc Anh ơi. Mình ơi, cái này mình chưa nghĩ ra tại ok của anh. Thử mời thêm một bạn nữa nhé. Thử mời thêm một bạn random coi các bạn nào biết mà không nói nha. Bạn Tiểu Giang ơi. Bạn trả lời cho mình, bạn có thể trả lời cho mình là cái bức ảnh này đang nói về cái gì không ạ? Bạn nghe mình nói không? Bạn cứ nói ra suy nghĩ của bạn đi, bạn nghĩ ra được cái gì bạn nói. Đầu tiên là những chồng sách chồng lên nhau có ly cà phê ở trên. Hay là buổi thuyết trình có những người ở dưới. Không phải là câu danh ngôn mà mình đang tìm kiếm rồi. Ok, cảm ơn Tiểu Giang. Có lẽ là con này cũng khá lạ với một... các bạn Nam Phương, bạn Nam Phương với bạn Minh Đạt, bạn Nam Phương giơ tay nhanh thôi. Mình mời Nam Phương trả lời nha. Theo mình á là một chánh sách không bằng người thầy giỏi hả? Ok, đúng rồi. Đây là cái điều mà mình muốn nhắn gửi đến trong bức ảnh này nè. Đúng rồi, Nam Phương trả lời đúng rồi. Nam Phương tra mạng rất là nhanh. Mình đùa. Ok. Cảm ơn Nam Phương nha. Ok, Linh chuyển vào bức ảnh tiếp theo đi. Sau khi mà mình kết thúc cái hạng mục 1 á thì các bạn cũng biết là tháng này đang là tháng tri ân thầy cô. Thì sau khi mà mình đọc được những cái câu danh ngôn, từ những câu danh ngôn, ca dao tục ngữ, từ những bức hình á, thì mình muốn các bạn là rút ra một cái bài học như vậy nè. Là thì 20 tháng 11 sắp tới rồi, thì các bạn thể hiện cái tình cảm của mình với thầy cô qua online bằng cách là mình phải học hành thật là chăm chỉ nè. Ok, dạ. Thì tức là sắp tới ngày 20 tháng 11 rồi. Thì các bạn thể hiện tình cảm, hãy thể hiện tình cảm của mình với thầy cô qua online bằng cách là mình phải học hành và chăm chỉ. Thầy cô nói cái gì thì mình phải chú ý lắng nghe để mà không phải nhắc lại làm phiền đến thầy cô. Cái thứ hai là học hành trả chăm chỉ rồi thì mình còn phải là nghiêm túc nữa để cho những thầy cô môn khác không có khiển trách hay là làm phiền đến điện thoại tin nhắn của thầy cô mình. Mình chỉ muốn nói vậy thôi, là tức là các bạn hãy cố gắng làm thật là nhiều điều tốt với lại thật là ngoan để mà bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với thầy cô nhá. Dạ ok. Ok, hoạt động số 2 thì tụi mình sẽ cho các bạn xem một clip để xem thật là kỹ nha. Xong rồi là mình sẽ kể tên các vật dụng. Các vật dụng ở trong đó là bất kỳ cái nào cũng được. Ý là tụi mày thấy cái nào khả nghi á là các bạn cứ liệt kê ra. Các bạn mình cho các bạn khoảng 30 giây chuẩn bị giấy bút nha. Tham gia giùm mình đi. Lát nữa mình sau đó án mà các bạn không ấy là mình buồn á. Từ Linh ơi, cho các bạn lấy giấy bút ra. Mọi người lấy giấy bút ra đi, xem kỹ nha. Thấy cái nào khả nghi, ví dụ thấy cây phượng đầu tiên nè, thấy cây phượng hoa đỏ, ghi vào. Đó, thấy cái nào khả nghi là ghi hết nha. Được rồi, lát nữa bạn nào mà ghi được nhiều nhất á, là bạn nào ghi được nhiều nhất chỉ là một bản thôi nha. Vô Nam mình ba trà sữa, một ly nha. Tích cực lên các bạn ơi, mình hứa. Các
cái đó là động lực cho mọi người. Có ai muốn trà sữa Foxy ở gần đường Nguyễn Du mà, hoặc là trà sữa Coi á, tham gia tích cực lên mọi người ơi. Ai trả lời đúng nhiều nhất là một bạn thôi là mình sẽ mua trà sữa tặng, mình đại diện tổ hai tặng, tham gia cho mình nha. Ok, theo 30 giây rồi nha mọi người, sẵn sàng nha. Lên lên mở clip lên ơi. Ồ. Không có tiếng rồi lên ạ. Bên mình không có nghe được tiếng. Cô hay các bạn có ai nghe được tiếng không ạ? Nghe được không ạ? Không nghe. Cô không nghe tiếng, cô không nghe tiếng nha. Sao? Linh ơi, dừng lại, chuyển qua cái bảng download Linh ơi. Linh ơi, chuyển qua bảng download được không? Alo, hi. Linh dừng lại, chuyển qua bảng download được không Linh ơi? Chắc chịu. Cho mọi người nghe tiếng, cho mọi người nghe cho sinh động cho nó hay hơn. Chứ, ok, chuyển qua bảng download đi. Sorry mọi người vì hơi mất thời gian nha. Cái này là một sản phẩm của trường mình nè. Rất là xin lỗi, không biết là các bạn có nghe được không nhưng mà mình không nghe được. Yeah, rất xin lỗi các bạn mà nếu như không nghe được nha. Mấy bạn xem hình ảnh đi, xem hình ảnh để thấy đồ vật nha. Ok. Công nhận dòng thời gian trôi nhanh ghê. Mới ngày nào mình còn là một cô học sinh bé xíu thôi, nhưng bây giờ mình đã là một nữ sinh cấp 3 rồi. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn tham quan một phòng Nguyễn Công Chúa, nơi mình quyết định gửi gắm 3 năm thanh xuân. Hơi bị sợ sợ luôn đó. Đây chính là góc ghế đá lúc mới vào trường thì mình hay ra đây ngồi suốt ngày. Mỗi lúc mình buồn hoặc khi không biết đi đâu
thể nào mọi người cũng gợi ý ra gốc cây này ngồi, có thể vừa học bài, vừa trò chuyện. Đây là nơi giải tỏa nỗi buồn hơi bị đỉnh luôn đó. Một truyền thống được gìn giữ suốt 34 năm nay, giúp Nguyễn Công Trứ nổi bật hơn, đó chính là đồng phục của nữ sinh, chiếc áo dài trắng. Hết clip rồi thì có thể là mình xin lỗi mọi người là vì mình có một sự cố trục trặc nhỏ cho nên mình không thể nào nghe được âm thanh này. Cho nên là các bạn xem thêm xong clip rồi thì các bạn nào xung phong trả lời cho mình những đồ vật nào xuất hiện ở trong clip không? Có vô số bộ môn thể thao được sinh hoạt như đá banh, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, tất cả đều có khu vực sinh hoạt riêng. Liên kê thôi, nếu như mà không ai chịu xung phong thì chỉ có một bạn trả lời thôi. Mà đúng là bạn đó cũng đã có được một bà rồi. Ai đi xung phong đâu? Ai có ai muốn thử sức không ạ? Thử sức ơi, như vậy cho mình đi kê không ạ? Đó chính là căng tin của trường vậy đó. Đồ ăn ở đây rất phong phú, đa dạng. Alo mọi người ơi, bánh ngọt, các loại nước uống như trà sữa, trà đào đều rất ngon luôn á. Nhưng điều mình mê nhất, nhiều nhất phải nhắc đến đó chính là tủ kem đỉnh cao. Nghe mình nói không? Có ai nghe mình nói không? Thôi mà đã có món kem ngon và mát lạnh. Wow, mình mời bạn Bảo Long. Thì mình liệt kê được là dòng chữ một sản phẩm của đoàn trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, cây phượng có hoa đỏ, bầu trời xanh, bến xe buýt với poster tiên vị cà phê mới, hai chị mặc áo dài. Long ơi, cây viết gì Long? Hả? Cây viết gì? Là lúc nãy mình nghe không rõ cái chữ cây viết gì ạ? Cây viết gì? Lúc nãy Long liệt kê là có cây viết với phấn gì vậy? Ủa, không có nói luôn á. Nói bến xe buýt mà. Đọc lại cho mình. Bến xe buýt. Ok, bến xe buýt, ok. Ok, tiếp đi. Rồi có hai chị mặc áo dài nè. Đồ có viên đá, xà đường, cầu thang của trường. Thế đó là giờ ra chơi, có mấy anh chị đang chơi đá banh, bóng chì, bóng rổ. Đồ vật thôi, đọc tên. Là căng tin nè. Đồ ăn là có ổi nè, có bánh Grimo, có mấy món chiên. Sau đó có cái điện thoại bị hai chị kia đang đu trên TikTok cái bỏ quên. Sau đó có cái ba lô hồng đen, màu hồng màu đen của hai chị đi áo dài đi về hết rồi đó. Lúc nãy á, Long kể cái hoạt động là các anh chị đang đá bóng, đá cầu nè, chơi bóng chuyền ở trong sân trường nè. Nhưng mà cái mình yêu cầu ở đây là vật dụng á, trong nó có vật dụng đúng nha. Nhưng mà cái mình yêu cầu ở đây là vật dụng á, thì Long có thể nói cho mình cụ thể là những vật dụng nào? Thì có cái banh, có cái rổ, có lưới. Lưới, banh đúng không? Ok. Mời bạn Long. Cảm ơn bạn Long. Bạn Long không phát hiện ra nữa thôi. Mình cảm ơn bạn Long nhiều. Ok, mình đã ghi nhận được 4 đáp án của bạn Long đúng. Nhưng mà mình nói cái này trước luôn cho các bạn là ở trong clip á thì có rất là nhiều đồ vật xuất hiện, như là có nhiều cái bạn Long kể là mình cũng không để ý thấy luôn á. Mà có đúng là nó có thiệt, cho nên là nếu như các bạn kể mà nó vẫn có trong clip, ý là mình thấy á thì mình sẽ vẫn tính điểm cho các bạn nha. Ok, cảm ơn Long, mình đã ghi nhận được 4 đáp án đúng của bạn Long rồi. Có các bạn nào khác muốn trả lời không ạ? Hay là ly trà sữa hôm nay sẽ thuộc về bạn Long ạ? Mọi người ơi, mình có một gợi ý là các đồ vật thì nó cũng sẽ liên quan đến các dụng cụ học tập nữa nha. Có các bạn nào để ý trong cái lúc mà hai chị đang ngồi học bài với nhau trong lớp, thấy cái gì ở trên bàn không? Có một bạn khác lại giơ tay rồi. Mình mời bạn Nam Phương.
cho mình đó là bút đỏ. Bút đỏ, ok. Còn gì nữa không Phương ơi? Còn lại ý mình giống như là ý càng ngon rồi. Ok, vậy là Nam Phương được thêm một cái. Nam Phương có thể nào nhắc lại cho mình bốn cái bạn Long vừa nhắc không? Là bóng rổ bóng chuyền, xong cái lưới bóng rổ, cái lưới bóng chuyền, xong ba lô bút đỏ. Ok. Ôi vậy là Phương nhiều hơn Long nhiều chứ. Ok. Ba lô. Ok, cảm ơn Phương. Phương được 6 đáp án đúng nha. Ok. Có bạn nào nữa không? Có ai muốn tham gia để nhìn lấy phần thưởng cũng hơi hấp dẫn thôi đúng không ạ? Ngoài bạn Phương với bạn Long ra. Có ai mà giờ này ở nhà sau 4 tháng nghỉ dịch vẫn chưa được uống ly trà sữa không ạ? Bạn nữ nào có muốn nhận ly trà sữa từ một bạn nam hơi chấp đi như mình không ạ? Có lẽ là các bạn có nhiều bạn có lẽ là không đi kịp hoặc là có nhiều bạn sáng sớm mà không tỉnh ngủ đúng không? Ok, bây giờ mình ghi nhận được 2 bạn rồi thì như cô và các bạn đã thấy thì bạn Nam Phương liệt kê được nhiều hơn thì bây giờ mình mời lên bấm đáp án cho mọi người cùng xem. Linh ơi, đáp án là ba lô nè, hộp bút, bút bi xanh, điện thoại, khung lưới bóng chuyền, trái cầu đá, máy tính cầm tay, khung lưới bóng rổ, bút bi đỏ, bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền. Nếu như mà các bạn có thể liệt kê chi tiết hơn thì có lẽ là các bạn sẽ được nhiều điểm hơn rồi đó. Thật ra bạn Long với bạn Phương cũng để ý chi tiết rồi, mấy cái đó là nó cũng rất là nhỏ trong cái video clip thôi, nhưng mà các bạn để ý như vậy là nó cũng rất là hay rồi. Ok, cảm ơn bạn Long với bạn Phương đã tham gia cùng mình nha. Ok, Phương sẽ được chốt kèo ly trà sữa nha. Ok, bây giờ tụi mình cùng đến với hạng động số 3 là có tên là đố mèo mèo méo mèo mèo mèo. Ok, mời lên. Thì hoạt động này sẽ có những câu đố mẹo để cho các bạn trả lời nha. Câu thứ nhất là một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30m, có một bụi cỏ cách gốc cây 31m. Đố bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ? Cái này là một câu đố mẹo nha. Có bạn nào nhận ra được cái điểm khác ở trong cái câu hỏi này không? Giơ tay đi. Hay như mình thấy bạn Bùi Ngọc An giơ tay trước. Mình mời Bùi Ngọc An. Đúng rồi, vậy thì đáp án của bạn là đúng rồi, trời ơi. Y chang luôn. Cảm ơn Ngọc An. Ok, cảm ơn Linh. Ok. Rồi, ta có hỏi tiếp theo nha. Quần gì rộng nhất? Bạn Linh Đạt có phải giơ tay cho câu hỏi này không? Đúng. Ồ. Ok, cảm ơn Đạt. Đạt trả lời giùm mình đi. Quần đảo. Quần đảo. Mấy câu này Đạt trả lời rất là nhanh nha. Rồi đúng rồi Đạt, mình mở rộng thêm là còn có quần chúng nha. Quần chúng thì nó rất là rộng. Ý là nó rất là chung mà nó rất là rộng trong xã hội nên là nó cũng được tính nha. Vậy là trả lời quần chúng thì cũng đúng. Ok, câu hỏi tiếp theo. Cái gì mà chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô mà đốt không cháy luôn? Cái gì mọi vậy ta? Có ai biết không? Mình gợi ý cho các bạn là cái này là một cái thứ mà mình dùng hàng ngày, mình có nó hàng ngày, nó luôn luôn ở trong nhà mình. Cái này là một cái mà
thể sử dụng trong những tình huống nguy cấp. Và có ai biết không ạ? Có ai nghĩ ra cái gì mà chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô mà đốt không cháy không ạ? Cái gì mà mình dùng hàng ngày á mọi người? Thêm một gợi ý nhỏ đấy nhá. Cơ thể mình rất là cần nó. Mọi người, thôi mọi người ngoan, đó là mình Nam Phương đi. Nam Phương trả lời giúp mình. H2O hả? H2O là gì? Nam Phương nói rõ hơn Nam Phương ơi. Không khí. Không phải không khí. Nam Phương sai rồi. Oxy. Không phải không khí, rất tiếc là Nam Phương sai rồi, Nam Phương gần đúng rồi. Ơi khoan. Đúng rồi, ok. Nam Phương, đúng rồi, Nam Phương sai rồi. Mình mời bạn Thủy Thiên đi, bạn Ngọc An mình mời rồi. Đúng rồi, Thủy Thiên trả lời đúng rồi đó. Đáp án của mình là nước, tại vì đó không khí thì mình nghĩ là nó không có phơi được, với lại nó không có không khí đốt được, nhưng mà không khí không có đem ra phơi được nha. Nên là nước là đáp án hợp lý nhất nha. Ok, cảm ơn Nam Phương, cảm ơn Thủy Tiên. Wow. Con này chắc là nhiều bạn biết ha. Môn gì càng thắng thì sẽ càng thua. Bạn Bùi Ngọc An. Đúng rồi, Ngọc An trả lời đúng rồi. Tại vì đua xe thì mình bóp thắng là mình thua rồi mọi người. Mình đâu có thua con người ta được, đúng không? Ok, cảm ơn Ngọc An. Câu tiếp theo. Chà, câu này dành cho các bạn nên có người yêu. Tiền đã đưa người yêu đi chơi được gọi là gì mọi người ơi? Cái này là một câu chơi chữ. Tiền để đưa người yêu đi chơi. Ai có người yêu không ạ? Có ai đang có một người để yêu thương không ạ? Mình nhớ là bạn nào đang có người để yêu thương nhỉ? bạn Vũ Anh có biết không ạ? Alo, xin lỗi bạn. Bạn Trần Vũ Anh có biết không ạ? Bạn ơi bạn, mình không có người yêu, với lại mình chưa yêu bao giờ nên mình cũng chả biết gì tới tình yêu cả. Giờ bạn có trả lời được câu hỏi này không? có lẽ là bạn không biết rồi. Không biết là bạn Vĩnh Tường có trả lời được câu hỏi này bạn Vĩnh Tường thôi. 15 năm trên cuộc đời tôi chưa biết điều gì, cho nên tôi cũng xin phép là im lặng. Tôi cũng không biết tôi trả lời cái này là gì. Mình nhớ hôm bữa là có một bạn nào giới thiệu bản thân trong cái thoa giới thiệu tổ là quân sư tình yêu. Đúng rồi, đây là một câu chơi chữ nha mọi người. Đây là một câu chơi chữ, mọi người thử. Wow. Mình mời bạn giơ tay là bạn Minh Ngọc. Cái này là bạc tình đúng không? Đúng rồi. Minh Ngọc, nếu như mọi người chú ý kỹ thì tiền thì nó chuyển sang khác thì mình nghĩ nó sẽ là bạc. Thì tiền mà để đưa người yêu đi chơi thì bạc tình đó mọi người. Nhưng mà mọi người nghĩ bạc tình nó không phải là một điều tốt đâu mọi người ơi. Bạc tình nó xấu lắm, cho nên là mọi người đừng có bạc tình nha. Tiếp đi. Có một người không may bị té xuống hố sâu, quần áo ướt đẫm hết nhưng không thấy tóc ướt tí nào. Tại sao ta? Cái này không phải chơi chữ, cái này là một đố mẹo. Mọi người thử nghĩ thực tế đi. Té xuống nước mà lại không thấy tóc. Tại sao ta? Mời bạn Thanh Tùng. Không biết tại sao cái người này té xuống nước nhưng mà không bị ướt như thế nào, có tóc không? Ừ,
chắc là có lẽ là mình buồn chưa tỉnh ngủ. Mình mời bạn Minh Đạt. Mình có tóc. Đúng rồi, ok, Minh Đạt trả lời đúng rồi. Tại vì người này không có tóc cho nên người ta sẽ không có tóc. Ok, cảm ơn Minh Đạt. Hỏi tiếp theo. Tại sao mà lại có người mà đi taxi nhưng mà không có tiền ta? Đẹp đó rồi, rồi mình mời bạn khác nha. Đẹp, cảm ơn đẹp nhiều. Đẹp nhiệt tình quá. Để mình có này rất là dễ luôn á, để mình mời các bạn ra đơn nha. Mình mời bạn Gia Bảo, bạn Đỗ Gia Bảo. Đi taxi với mình không trả tiền thôi. Đi ké à? Không phải đúng rồi, không phải đúng rồi. Tài xế thôi. Ừ đúng rồi, tài xế taxi. Tài xế taxi đi taxi mà không trả tiền đúng rồi. Ok, cảm ơn bạn, bạn trả lời đúng rồi đó. Tiếp theo nào. Thì run rẩy toàn thân, rút ra nước chảy từ chân xuống sàn. Hơi hàng công tử giàu sang, cắm vào xin chớ vội vàng rút ra. Rất tiếc là mình ngọc với Ngọc An đã trả lời rồi, cho nên để mời ra đơn một cái rồi mình sẽ quay lại những bạn giơ tay sau nha. Mời bạn Minh Tuấn. Bạn Minh Tuấn có biết câu trả lời không? Mình cũng đau đầu, mình cũng chưa ra bạn ơi. Đau đầu hả? Ok, cảm ơn bạn. Mình mời bạn số thứ tự cuối cùng của lớp mình đi. Bạn Khánh Vy. Bạn Khánh Vy ơi. Có lẽ là bạn Khánh Vy không để ý lắm. Wow. Ok, bạn Quốc Anh với tay lần đầu tiên nha, mình sẽ mời bạn Quốc Anh. Mời bạn Quốc Anh trả lời. Mình nghĩ là tủ lạnh hả? Đúng rồi, Quốc Anh trả lời đúng rồi đó. Cái đáp án của mình ở đây là tủ lạnh. Thì các bạn hãy thử gán tủ lạnh vào trong những cái điểm ở trên thì các bạn sẽ thấy nó sẽ ra được là mình đang nói đến tủ lạnh là giống như là mình cắm cái ổ cắm điện vào á, thì nó sẽ lạnh lên đúng không? Thì mình đang nhân hóa lên cho nó là run rẩy toàn thân đó mọi người. Rút ra thì có phải là nó sẽ chảy nước ra không? Tại vì ở trong cái bộ lọc nóng lạnh của máy lạnh thì hình như nó sẽ có nước đó mọi người, cho nên là nó sẽ rút ra thì nó sẽ chảy nước ra. Hơi hàng công tử giàu sang, thật sự là mình cũng không biết giải thích cái này như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là cái này là giống như là nó hơi hàng. Hơi hàng là giống như là nó lạnh á. Nó lạnh rồi công tử giàu sang ở trong đó nó có rất là nhiều thức ăn, rất là nhiều thứ. Cho nên là công tử giàu sang là nó đầy đủ và có nhiều thứ ở trong nó. Cắm vào xin chú vàng rút ra là mọi người cắm vào tủ lạnh á. Mọi người đừng có rút ra nha, không thôi là để đồ ăn trong đó là nó bị hầm, nó hư mọi người. Cho nên là đừng có vội vàng rút ra nha mọi người. Ok, đáp án của mình là tủ lạnh. Đến đây thì câu hỏi của rồi thì cũng đã là kết thúc cái phần trình bày của tụi mình rồi. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái phần trình bày của tụi mình. Thì tụi mình làm cái PowerPoint thì tụi mình cũng rất là mong là cảm ơn các bạn là đã tham gia rất là vui và tích cực với tụi mình. Và mình mong là mọi người hãy cố gắng thể hiện thật là nhiều tình cảm với những thầy cô, với những người thầy người cô mà mình yêu quý ở trong tháng tri ân của thầy cô 20 tháng 11. Nhất là cô duyên xinh đẹp của tụi mình nha. Mọi người có thể nhắn tin chúc mừng cô ào ào chào hoặc là đồng hành group trên group chẳng hạn. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong rằng các bạn thực hiện tốt những thông điệp mà mình đã gửi gắm đến trong cái phần thuyết trình ngày hôm nay.
À, bye bye mọi người. Con cảm ơn cô. Cảm ơn tổ tổ 2 đã có một cái sự chuẩn bị về thuyết trình để chào mừng 20 tháng 11. Các bạn có nhận xét thế nào về presenter Minh Hưng, các bạn cho một vài nhận xét đi. Mọi người im lặng hết có nghĩa là mọi người ngại nói hả? Mấy bạn đợi cô 30 giây nữa, cô liệt kê hết tất cả các cuộc thi bên đoàn ra cho mấy bạn biết. Rồi. Sao nó bán là người coi vậy? Cô thấy hoạt động một chuyện chưa kể đó. Thứ nhất là chuyện chưa kể nè. Mà sao thời gian thi từ 8 tháng 11 đến 17 tháng 11 mà hôm qua mới nhận được thông báo vậy An? Thúy An ơi. Dạ, à, con bữa bữa con mới check lại cô. Có nghĩa là con forward cái này bị trễ cho mấy bạn rồi đúng không? Buổi lớp chúng ta sẽ làm một cái video khoảng 5 phút. Thì 17 tháng 11 là hẹn chót, hôm nay là 15 rồi. Hôm qua cô bảo mấy bạn là một tổ như vậy cử một bạn để làm. Chúng ta sẽ góp ý tưởng vào. Và cái bạn mà giỏi công nghệ nhất trong lớp mình mà hay thu âm, thu hình gì đó mà chia sẻ trên YouTube đó là bạn An Bùi á. Thì cô nghĩ là mọi chuyện gửi về cho An Bùi để An Bùi tổng hợp, An Bùi làm clip cho mấy bạn thử tìm tư liệu cho An Bùi làm với. Gấp gáp cái này lên bởi vì sắp hết hạn rồi. Mấy bạn phải thông cảm là vì một cái cuộc thi bên đoàn mà lớp chúng ta không tham dự, chúng ta sẽ bị trừ tới một điểm. Mà cô thống kê từ đầu năm tới giờ là khoảng 10 cuộc thi rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ vì trễ hạn cái cuộc thi A33 của lớp, chúng ta không đọc kịp. Là mình đã bị mất một điểm rồi, nên ảnh hưởng đến cái thi đua bên đoàn của lớp mình. Thật sự mấy bạn sẽ nói cái thi đua là cái quái quỷ gì mà cô phải rush mình như vậy. Sau này khi mình làm có thể người ta xét học bạ của mình á. Rồi người ta hỏi mình tham gia những phong trào trường nữa. Bây giờ lớp anh chị không tham gia gì cả. Thì tôi đánh giá làm sao anh chị bằng với những lớp mà tham gia được. Người ta xét về cái lý lịch của mình như vậy. Và lỡ sau này hối tiếc cái mấy bạn lại nói là hồi đó cô chưa nói cho con làm vân vân. Vậy đó mình còn trẻ mà mình phải sống làm sao để sau này mình đừng hối tiếc nha. Giống như cô bây giờ già rồi nè. Cô muốn đi ba, cô muốn đi quẩy, cô muốn đi lắp. Nhưng mà cô đâu có lắp nổi. Cô đâu còn sức mà cô quẩy nổi. Người ta bảo là trẻ không cho gì con. Cái này mình làm cái dạng interview hả cô? Không muốn làm kiểu gì cũng được. Một bạn, mỗi bạn bạn phải góp ý tưởng vào đi để chúng ta làm cho nó kịp giờ ngày 17 tháng 11. Dạ, dạ. Chủ đề là gì hả cô? Về 20 tháng 11 với con, về thầy cô, về học à... về học hành, về trường đó. Mình có thể ghi âm, mình phỏng vấn nè. Mình có thể đưa ra một cái clip mà... Đưa hình trong lớp mình vô nè. Xong rồi mình sẽ phỏng vấn từng bạn của từng tổ. Một tổ như vậy khoảng chừng 2 người. Thì một người như vậy nói 30 giây thì 8 người là hết người 3 phút rồi, hơn 3 phút rồi. Chúng ta sẽ chèn hình, chèn clip video nữa là đủ khoảng 5 phút rồi.
những cái cảm xúc của mình về cái cảm giác mà năm đầu cấp nhưng mà phải học online, không được đến trường gặp thầy cô, phải nhìn thầy cô qua màn hình máy tính mà thôi, chỉ nghe được giọng nói của cô qua micro mà thôi, vân vân gì đó. Mấy bạn có thể một tổ như vậy, hai bạn, xong rồi mình tự thu âm, mình gửi lại cho An Bùi sẽ tổng hợp. Rồi An Bùi là chuyên gia làm clip mà, mấy bạn cẩn thận nói bậy bạ gì mà An Bùi thu âm lại, An Bùi post lên trên YouTube là mấy bạn teo luôn á nha. An Bùi ơi, An Bùi giúp cái này cho đó được không? Rồi, thank you An Bùi. Mỗi tuổi như vậy hai bạn đi. Bạn tự quay video, bạn có app gì đó. Bạn tự quay video, lấy điện thoại ra quay đó, nó về cảm xúc của mình về mái trường chẳng hạn đi, cảm xúc về mái trường. Hoặc là lời chúc các thầy cô. Rồi mấy bạn gửi lại cho An Bùi nhé. An Bùi ơi, nhớ giùm cô deadline là ngày 17 tháng 11 nha. Và để An Bùi kịp làm cái này thì bây giờ hôm nay các bạn gửi ngay cho An Bùi đi. Rồi, mình cùng chung tay mình làm cho kịp nha. 11 người, một cây nên dẫn lên non mà ba cây chụm lại nên hòn núi cao nha. Các bạn cố gắng lên đi, lớp mình mất điểm thi đua. Rồi, thứ hai là cuộc thi chung tay phòng chống dịch COVID. Là có tên gọi là VCNet COVID-19. Đáp án cô ghim trên group Zalo. Đáp án của tuần này á, có nghĩa là bắt đầu thi từ thứ tư, hôm nay thứ tư sẽ là ngày 17 tháng 11. Và mấy bạn nhớ chụp màn hình. Nhớ chụp màn hình gửi cô nha. Thi xong nhớ chụp màn hình gửi lại cho cô. Inbox cho cô. Ba là cuộc thi học tập và làm theo lời bác. Trời ơi quá trời cuộc thi luôn, học tập và làm theo lời bác. Bây giờ nó không cho thi nữa, nhưng những bạn đã thi á, những bạn lớp mình báo với cô đã thi gồm có bạn Thanh Tùng nè, bạn Quốc Anh nè, bạn An Bùi nè. Bạn nào nãy cô ghi đâu rồi? Bạn Thanh Tùng, bạn Quốc Anh, bạn An Mùi với bạn ai nữa ta? Bạn nào nữa nè? An Mùi, Thanh Tùng, Quốc Anh với Bảo Linh. Mấy bạn lưu lại lịch sử cuộc thi, bạn chụp cái màn hình bạn đã thi á. Nó không cho thi nữa, mình đã thi rồi, nó đã qua vòng bán kết rồi, vậy nó không còn vòng loại nữa. Mình vào lịch sử cuộc thi. Chụp lại màn hình gửi cô nhá. Chụp màn hình gửi cô để cô gửi bên đoàn. Cô nhận được của Quốc Anh rồi, còn ba bạn nữa. Còn của Tùng nè, của Bảo Linh nè. Không biết Bảo Linh có ngủ không? Mát mát có ngủ quên rồi đó. Bảo Linh ơi, có nghe cô nói không? Dạ có cô. Rồi con vô lịch sử cuộc thi, con chụp cái màn hình gửi giúp cô nha. Dạ dạ. Ok, thank you Bảo Linh. Rồi cuộc thi học sinh sinh viên. Cái gì đó, thành phố với pháp luật. Cái này là người ta dí mình đó. Trên sở dí mình đó, mình không thi là mình có tội với sở đó, sẽ đánh thi đua toàn trường của mình luôn. Cái này là đợi cô đưa đáp án. Đợi cô đưa đáp án cái thi nha. Rồi báo tường. Hạn chót của mình nộp là ngày 16 tháng 11, tức là ngày mai. Lớp mình có bạn Giang với lại bạn Thúy An, hai bạn thi. Rất là cảm ơn hai bạn luôn. Với một cái tinh thần xung phong rất là tuyệt vời. Rồi còn có một cuộc thi là tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Hạn chót của mình là ngày 16 tháng 11. Đây là cuộc thi của từng cá nhân học sinh, chứ không phải thi theo lớp nữa, thi theo từng cá nhân. Các bạn sẽ viết bài, các bạn gửi về cái mail. Cô có nhắn nhỏ với hai bạn rồi đó, mà có một bạn từ chối cô rồi, bảo là vì lý do cá nhân hay không cưỡng ép. Mà lớp mình có một bạn tham gia cũng được rồi, vì nếu mà không tham gia một hoạt động sẽ bị trừ một điểm. Còn bạn nào xung phong thi cái này nữa không? Ngoài cái bạn học giỏi văn, cô hỏi cô Hằng, cô nhắn nhủ á, còn bạn nào tham gia cái này nữa không? Các bạn xung phong đi. Mình chỉ cần tham gia thôi, không đặt mục tiêu là đạt, chỉ cần tham gia mà thôi.
còn đậu lên vinh dự của mình. Duyên gọi tham gia. Không thấy một cánh tay nào thương quá hả? Buồn nhỏ. Rồi bên đoàn phát động các cuộc thi, các hoạt động tổ chức chào mừng ngày 20 tháng 11 nè. Hôm nay thì lớp mình đã có một cái tiết sinh hoạt chủ nhiệm đó vui về ngày 20 tháng 11 rồi. Ngoài ra cô có nhờ bạn An Bùi, các bạn thấy không, chỉ có một số cá nhân này thì cô Duyên gọi tên hoài, còn những bạn khác im lặng đó. Mình có thể là mình góp sức cho An Bùi bằng cách mình gửi tư liệu và cho An Bùi làm giúp với lớp 44 bạn mà cô chỉ có réo tên vài bạn này thôi thì cũng hơi tội nghiệp bạn có đúng không? Điểm là điểm thi đua chung của lớp mà, mốt profile đẹp là cả lớp ai cũng đẹp hết. Nhưng mà khi có một vài bạn làm thôi thì mình cũng phải suy nghĩ mà tội nghiệp bạn chứ. Cái này đơn giản lắm, mấy bạn đi lên mấy trang trên mạng đó, nó có những cái lời, những cái thiệp á, các bạn chỉ cần gõ lời chúc vào xong các bạn gửi là có minh chứng liền à. Ai mùi là làm thiệp cho lớp nha, thiệp cho lớp gửi các thầy cô bộ môn. Cái này ăn buồn nằm trong vòng 1 phút 30 giây thôi à. Năm nay là cái năm mà dịch giả rồi, chúng ta không có gửi quà trực tiếp đến các thầy cô được. Mình chỉ có một món quà tinh thần này thôi. Và các bạn thấy đó, trong 10 tuần vừa qua thì các thầy cô cũng đã rất là nhiệt tình với mình rồi. Những trường hợp mình làm kiểm tra điểm thấp, điểm xấu, điểm kém gì đó là bị réo thì gọi làm quà luôn. Bạn nghĩ là thầy cô ra đề cho mình nhiều lần như vậy rồi ngồi chấm bài sung sướng lắm hả? Như vậy nha, cô đề xuất là mỗi tổ là một tấm thiệp gửi đến các giáo viên bộ môn. Mấy bạn ơi, việc về gửi minh chứng cho trường á mà admin chặn mấy cái mail bình thường rồi, chỉ nhận cái mail đu edu thôi, tức là chỉ có cô mới có tài khoản cô mới gửi được thôi. Thành ra những cái này mấy bạn gửi lại hết cho cô để cô gửi cho admin bên đoàn trường nhé. Ngoài ra hôm bữa cô random á, mà cô sợ bạn ngủ quên á, vì trên lớp mình có mấy bạn hay ngủ lắm, cô nhắn tin riêng luôn á. Ngoài cái chuyện réo trên group lớp rồi cô còn nhắn riêng, bạn không hề rép cô luôn. Mà cô thấy là cô coi Zalo, cô thấy vừa mới truy cập, cô gọi cô nghe luôn. Có nghĩa là chắc cô nghĩ là cô là người bị chặn rồi. Có nghĩa là không nhận cuộc gọi từ cái người này. Vì vừa mới truy cập mà cô nhắn là mình cũng không thèm rép, không thèm nghe gì luôn. Để xem hôm bữa cô random có 8 bạn, đó là chừng nào mình học nè. Các bạn lưu ý, bạn không học là lớp sẽ mất điểm thi đua. Hôm đó là hôm chủ nhật đó. Tối 10, đúng rồi, ngày chủ nhật 21 tháng 11. Học cái này là học cái gì ta? Học cái gì? Tham gia chuyên đề. Chuyên đề kỹ năng thực hành xã hội. Bữa là hỏi bạn xung phong ai thì cô bảo cô là random đi cho nó kịch tính đó cô. Chúng ta sẽ học vào ngày 21 tháng 11 trên Zoom nhé. Còn có 8 bạn như sau. Mấy bạn nên nhớ giùm cô nhé. Mình học, mình không học là lớp mất điểm. Mấy bạn học đi, cô cộng điểm cho mình. Mấy bạn thích random thì cô random. Bữa có 8 bạn nào cô có ghi nè. Bạn Bảo Trân nè, Bảo Trân ơi, Bảo Trân có nghe cô nói không? Đi Bảo nè. Đi Khang. Bình Trang. Hoàng Phúc. Minh Hưng. Wow, có Hưng trong đó hả? Minh Đạt.
Rồi 8 bạn này lưu ý giùm cô nha. Đó, sơ sơ để em thấy cô liệt kê đó 8 cái đúng không? Lớp mình mà không tham gia là bị trừ 8 điểm rồi. Mấy bạn nhớ giùm cô cái hay. Hôm bữa đi học. Ơi con. Cho con đôi lời nhắn nhủ với mấy bạn đi cô. Rồi con nói đi con. Là mấy bạn ráng tham gia đúng giờ mà đúng ở với mình nha. Tại vì nếu như mà mọi người bỏ lỡ cái tiết đó thì mình không làm được gì hết, tại vì mình chỉ là người đưa cái thông tin đó đến cho mọi người thôi, mình không có giải quyết được á. Cho nên là hy vọng là mọi người sẽ tham gia đúng giờ đúng lúc nha. Sáng nay có 43 bạn thôi, là còn bạn nào vắng? Để mấy bạn lưu ý, mấy bạn nhớ mấy việc này giùm cô. Nó không chỉ là chuyện cá nhân của mình mà nó còn là cái phong trào thi đua của lớp mình nữa. Sáng nay thì học sinh sinh viên thành phố pháp luật nó mới mở cái trang web cho mình vô. Từ từ mấy bạn để cô mò đáp án xong gửi cho lớp mình làm một cái bục luôn, rồi chụp màn hình lại để cô gửi cho bên đoàn. Nói chung là đã bày sẵn giúp mình một cái việc là gì, đáp án thì có rồi, mình chỉ đăng ký mình tham gia giùm thôi. Một mình cô mà làm hết 44 account thì không chịu nổi, cho mấy bạn giúp giùm cô là đáp án mình có rồi nè. Hai cuộc thi này là đáp án có rồi. Mấy bạn chỉ cần giúp giùm cô một tay là mình làm account, mình tham gia giùm cô nữa thôi nha. Mấy bạn chịu khó. Đáp án tuần này là thứ tư này nè, mới thi nha, 17 tháng 11 mới thi. Cô đã ghi trên group Zalo rồi, mình chỉ cần down về mình làm giùm cô nữa thôi. Mà cô thấy như có mấy có khoảng chừng 6-7 bạn gì đó gửi màn hình chụp tham gia giùm cô thôi. Còn những bạn khác cô không biết là mình ở đâu trong lớp mình luôn á. Thực sự mà nói bây giờ nếu mà cô căng ra, cô tính điểm thi đua, cô tính điểm hạnh á, thì những cái con người mà dạng lặng hụp này nè, bây giờ cô biết đánh giá hạnh kiểm như thế nào luôn. Các bạn suy nghĩ coi, mình trong một lớp nhưng mà những bạn khác nó tích cực hợp tác, đồ ăn người ta dọn sẵn cho mình rồi, chỉ việc ăn thôi, còn phụ chỉ một tay như vậy thôi, mình cũng không làm. Thì bây giờ nếu cô đánh mình hạnh kiểm khá, mình suy nghĩ coi như vậy nó có đáng không? Nếu mà giờ cô kêu cô gan đồng hết, tự nhiên cái người làm nhiều đánh giá với cái người làm ít thì mình cảm thấy bức chế lắm chứ. Tội nghiệp như cái bạn mà lúc nào cái cô réo tên đó thì bạn quá tích cực. Còn mình thuộc tập thể của lớp 10A2 mình mà mình yên lặng, mình không tham gia một cái gì với lớp hết, thì làm sao mà kêu cô gan đồng hành kiểm nó bình thường được. Do đó những cái này là cô ghi nhận lại hết để cô đánh giá hạnh kiểm cho mình nha. Cô nói chắc chắn là trong học kỳ 1 là cô không đánh đồng hạnh kiểm tốt 44/44 rồi đó. Sẽ có những bạn ngủ quên, sẽ có những cái bạn mà thuộc dạng là cô nhắn tin mà không hề nhắc luôn. Có những cái bạn mà cô bảo làm cái này cái kia nhưng mà cô không feedback gì cô luôn, cô phải gọi mà cũng không hề nghe luôn. Những cái bạn đó là những bạn cô không hiểu thuộc dạng thuộc kiểu gì luôn á. Bạn có quan tâm đến chuyện học hành của mình không? Đây là chuyện cá nhân của mình mà. Ví dụ như đăng ký sự liên lạc điện tử đi. Sau hồi thống kê cô thấy một số bạn chưa làm, có thể mình bỏ lỡ, mình quên chuyện đó đi rồi. Cô nhắn đến từng bạn, cô gửi lên đến tận người luôn, nhưng mà bạn cũng không thèm làm luôn. Cô buồn dữ lắm luôn á. Thật sự mà nói á, cô cũng bị, không phải là cô rớt mình đâu, nhưng mà ở trên quận người ta gửi xuống, người ta hối. Ví dụ danh sách tiêm mũi 2 nè, người ta hối vì ngày 19 tháng 11 này mình tiêm rồi. Đó, người ta hối, cô phải gửi cho người ta cái danh sách hết. Cô ngồi cô copy từng cái, cô ngồi cô làm. Những cái đó cũng không kể mình, nhưng mà mình chỉ có nhiệm vụ là gì, mình xác nhận giùm cô có đúng hay không đúng. Vậy thôi, mình chỉ làm việc rất là nhẹ nhàng, mình cũng không thèm quan tâm, kệ bả thích làm thì bả làm. Cô nhắn tin, cô gọi điện thoại, không thèm nghe luôn. Cô không biết là mình có bị vấn đề ức chế tâm lý gì không, nhưng em nghĩ đó là chuyện cá nhân của em. Bản thân cô bị trầm cảm rất nặng luôn á. Tại vì sao? Suốt ngày mà cô mở điện thoại lên á, Zalo cô bèo lắm, cô khoảng là 20 tin nhắn thông báo của trường gửi á. Cô phải ngồi cô đọc từng cái như vậy. Cô coi hạn chót là cái nào cô ngồi cô ghi ra, xong rồi cô relay lại với lớp. Cô forward cái tin đó cho lớp, hoặc là cô soạn thảo cái nội dung khác để cô thông báo cho lớp. Các bạn chỉ làm công việc gì, bạn xác nhận giùm cô cái nào đúng, cái nào sai, không thèm quan tâm luôn. Cô rất là buồn chứ.
Bây giờ thử tưởng tượng mình nói ở nhà mẹ mình không thèm lắng nghe mình cảm thấy rất ức chế đúng không? Thì cô chủ nhiệm của mình như vậy, chỉ làm cái việc gì, nhờ giùm cô thôi con. Sao mức độ trầm cảm, vì trầm cảm rất là nặng luôn á. Nhưng mà vì bản thân cô là người trưởng thành rồi. Các bạn có thể gọi cho cái cô Minh Liên tư vấn tâm lý đó. Bạn tư vấn tâm lý tôi học đường à, cô sẽ giúp bạn giải quyết những về tâm lý. Nhưng bản thân cô là người trưởng thành rồi, nó có những cái vấn đề riêng, vấn đề chung gì đó, có những chuyện rất là khó nói. Bây giờ tôi ức chế về cách xử lý của ban giám hiệu, tự nhiên nãy bây giờ tôi kể tội một giáo viên khác hả? Tôi đâu có làm gì được. Vì đó tôi phải ráng tôi chịu đựng mà thôi à. Nhưng mà thật ra mình cũng phải thông cảm cho họ là vì cái dịch giả này nè là một chuyện chưa hề có tiền lệ, thành ra mọi thứ nó đều đảo lộn lên cả. Phải hiểu cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn không ai muốn. Họ cũng nói tung, họ chưa có kinh nghiệm quản lý. Thì ở trên quận giao xuống thì họ phải giao xuống từng giáo viên chủ nhiệm. Rồi giáo viên chủ nhiệm lại đi nói thì thầm với từng cái em học sinh, năn nỉ mấy em hoàn thành đến hạn giùm cô. Các bạn chịu khó nha, không phải cô muốn ép mình, nhưng mà vì hoàn cảnh buộc chúng ta phải như vậy. Và chúng ta hãy suy nghĩ coi môn triết học nó bảo là cái gì đó. Mâu thuẫn là tiền đề của sự phát triển, có đúng không? Mình học rồi. Mâu thuẫn là tiền đề của sự phát triển. Nó phải có những cái mâu thuẫn như vậy thì phát triển nó mới ra đời, rồi xã hội mình mới tiến bộ tới bây giờ. Các bạn chịu khó giúp giùm cô nha. Cũng tới 8 giờ mất tiêu luôn rồi. Các bạn thấy là nguyên một tuần vừa rồi mình không có một tiết meeting nào cả, và bài tập thì nó dồn dập vô cùng. Nhưng mà cô không có dạy kiểu nhồi nhét cho mình. Các bạn có thấy không? Không hề nhồi, không hề nhét. Rồi chịu khó nha, bạn nào cũng gửi tin nhắn bằng ngập ơn bằng rét dùm cô ấy. Bây giờ cô đóng cái meeting này để chúng ta chuẩn bị, chúng ta vào tiết tiếng Anh nha, tiết 2, tiết 3. Cũng hơi căng cho bạn, vì đến 8 giờ rồi. Cô chú ghi cho mình đến 8 giờ 5 chúng ta phải vô lớp hết nha. Bạn nào không vô là cô remove luôn. Cô dùng quyền admin, cô cấm bạn vô lớp luôn.